Rồi, ok. Câu 25 nè. Các bạn đọc cái câu 25. Nguyên Phước nè. Lớp mình bật mình là Thái An. Bật mình đi con. Anh Quân bật mình đi. Con này là cô giáo viết bốn chữ số 1, 4, 6 và 7 trên bảng thì tổng lớn nhất có thể có hai chữ số. Có hai chữ số tạo từ các chữ số đã cho biết rằng không. Chữ bị lặp lại. Rồi, thế số lớn nhất ở đây là bao nhiêu đây? Số lớn nhất là 76 ạ. Không, chúng ta phải 74. để có được hai số lớn nhất ấy, phải là 74 cộng với 61, hoặc là bạn nào lấy 71 cộng với 64, hiểu không? Thì nó mới ra được cái số lớn nhất chứ, hiểu không? Còn nếu như mà bạn nào mà để 76 cộng 41 thì nó ra được kết quả nhỏ hơn. Đấy, phải để như này thì nó ra được kết quả là 135, đúng không? Đúng chưa? Đấy, còn bạn nào mà ví dụ như là 76 mà cộng với 41 ấy thì lúc này ấy, nó mới ra được là bao nhiêu? 117 thôi. Hiểu không? 117 làm sao mà lớn bằng 135 được? Nên là phải để ý cho thầy này, là chỗ nào hai cái chữ số đầu tiên của hai cái số đó phải là hai số lớn nhất, nhớ nhá. Các con nhớ chưa? Nhớ không ạ? Được chưa? Nên phải là 74 cộng 61 hoặc là 71 cộng 64. Do đó mà chúng ta khoanh vào câu B là 135 này. Đấy, được chưa? Rồi nhìn tiếp câu 24 nào. Nào xin mời anh Quân đọc câu 24 nè. Con thưa thầy, có năm bạn gồm Ami, Indy, đang Eric. tham gia một buổi học cờ vua. Cứ hai bạn bất kỳ chơi với nhau đúng một ván cờ, hỏi có tất cả bao nhiêu ván cờ trong cuộc thi, ván cờ trong buổi học đó. Rồi, ok, nhìn này. Có 5 bạn đúng không? Ami này, đây này, Ami này. Bạn Ben này. Bạn Kindy này. Bạn Dan này. Bạn Eric này, thấy không? Thấy không? Vậy thì có 5 bạn này. Cứ hai bạn đấu với nhau một ván cờ. Vậy bạn này đấu với bạn này là một này. Được chưa? Một này. Hai này. Ba này. Bốn này. Năm này. Sáu này. Bảy này. Tám này. Chín này. Mười này. Thấy không? Thấy không? Cứ hai bạn đấu với nhau một ván. Như vậy mình có được là 10. Một cách số 2 nữa là vậy một bạn này đấu với bốn bạn kia. Vậy thì 5 bạn 5 nhân với 4. Nhưng mà bởi vì là bạn A đấu với bạn B, tức là Ami đấu với Ben thì giống như Ben đấu với A Ami, hoặc là Ben đấu với Ami và Ben đấu với Candy. Vậy thì lại Candy lại đấu với bạn Ben. Đấy nó trùng, vậy chia cho 2 thì vẫn bằng 10 này. Đấy, do vậy mình phải khoanh vào câu cô B này. Được chưa? Lớp hiểu không? Rồi đấy, nha, bạn nào làm đúng thì nó chuẩn như thế. Rồi, tiếp câu số 23 này. Lớp hiểu câu này chưa? Cho ra lên nó còn hiểu rồi. Hiểu chưa? Rồi ok, câu 23 nhìn này. Bạn Alex chọn hai số khác nhau. Là Thái An đọc thầy câu số 23 nào. Alo Thái An ơi. An mở mic không con?
À, thấy ai bài bật mic không? Ok, để con có thể thêm được chưa? Được rồi, được rồi. Dấu hiệu này là không được rồi. Được rồi Thái An ơi, được rồi đấy không? Mẹ con nói vẫn được đâu. Có thầy nghe Nghe rồi mà đúng đó. luôn á. Con hỏi thầy xem được chưa? Chú Dạ được, được này rồi đấy chị ơi. được rồi, thầy bảo được rồi mà. Được rồi, Nhưng được. mà vẫn ra được đâu. Con đọc đi. Thầy bảo được rồi, con đọc câu 23 này lên cho thầy. Alice chọn hai chữ số khác nhau từ 0, 1, 2 và 4 để lập thành các số 2 chữ số trong hỏi trong các số đó có bao nhiêu số chẵn. Rồi, ok. Bao nhiêu số chẵn đúng không? Vậy thì phải để ý thầy là gì này? Số chẵn ấy là tận cùng một không này, hoặc là hai, hoặc là bốn này, đúng không? Hiểu ý không? Bây giờ mình có tận cùng bằng không ấy, tận cùng bằng không thì có số nào? Có 3 số 40, 20, 10. Có 10 trước để không bị nhầm lẫn, hiểu không? 10, Vâng. 20 và 40. Bây giờ số 2 ở đằng Hai. Có số 2 12, có 42. có 12 có 42 Bốn. đúng không? Rồi, số nào nữa? Không được số 0 4 nha. hay là Không được 4 14, 24. thì có là 14 và 24. Như vậy có tất cả là 7 số. Thấy không? 7 số mình chẳng có A này. Phương Thảo hiểu không? Phương Thảo, Anh Quân, Khải Minh, Thái An hiểu này không? Dạ Yeah. có mà thầy ơi. Đó, rồi cảm ơn con nhé. Chúc mừng con. Rồi, tốt rồi. Nào, nhìn thấy thầy câu 22. Nào, đọc Phương Thảo, đọc cái câu 22 xem nào. Alo Phương Thảo ơi. Thấy chưa? Alo Phương Thảo ơi, Phương Thảo nghe rõ không? À thưa mời Khải Minh rồi, hình như Phương Thảo đang có vấn đề gì đó về máy. Khải Minh nào, Khải Minh ơi. Sắp xếp các số sau từ bé đến lớn để tìm ba chữ số để tìm số bé thứ ba. Số bé thứ ba này. Vậy số bé thứ nhất là bao nhiêu? Số bé nhất đấy. Đây là của bạn Bùi. 11 đúng chưa? Cho đến bao nhiêu nhỉ? 16 này. Đến hai mấy? 22 à? Đúng nhỉ? Đúng chưa? 22. Vậy 22 này ấy, nó là số bé thứ ba này. Vậy mình phải khoanh vào câu C này. Đó, thấy chưa? Rồi, nhìn tiếp cho thầy này. Câu 21 nào. Với câu này dễ rồi. Nào, anh Quân đọc cái câu này nào. Thầy là bốn hộp, hỏi mỗi hộp có bao nhiêu miếng bánh, biết rằng các hộp đều có số Rồi, số như nhau, mỗi hộp 4 bánh nha. Vậy con cho vào mấy hộp? con cho vào ba hộp ạ. Ở đây có 12 phải chia ra 3 hộp như này, hiểu không? Rồi, 1, đây là 2. Và đây là 3. Rồi, vậy cho vào khoanh cái này. Được chưa? Rồi, nhìn tiếp này này. Câu 20 này. Nào xin mời Thái An đọc câu 20 nào. Dựa vào quy luật dưới đây, hỏi có bao nhiêu mũi tên chỉ sang bên phải trong 10 hình đầu tiên? Giỏi lắm. Trong 10 hình đầu tiên nhé. Vậy bây giờ nhìn quy luật đây là gì? Phải, trên, phải, phải.
À phải trên phải thôi. Đúng không? Cứ phải lên trên phải. Đấy. Cứ như vậy, phải trên phải. Như vậy là một nhóm này là có hai. Một nhóm này còn là có ba mũi tên nhưng mà có hai mũi tên sang phải. Đúng không? Vậy đây là cũng có ba, này là có hai, đây là có ba đây. Có ba đây. Đây là có hai. Vậy trong 10 cái hình đầu tiên thì cái hình thứ 10 nó là hình mũi tên sang bên phải. Đúng không? Thì nó có một. Con hiểu ý không? Hiểu ý không? Đây là hình sang phải nè. Đây sang phải này. Là 9 này. Vậy hình thứ 10 là sang phải đây, đúng không? Đấy, sang phải đây 10, vậy là có tất cả là 1 2 3 4 5 6 đến 7. Đấy, con phải khoanh vào cái câu câu D này. Các con hiểu chưa? Alo. Nó mình hiểu chưa? Giơ tay lên nhé, con hiểu rồi. Theo kịp đúng không? Alo Phương Thầy Thảo, theo Nam kịp không? ơi, Ơi. mà cái bài hồi nãy là tại sao cái lập số là mình không được lập trùng nhau đúng không thầy? Đúng rồi, nó nói không trùng nhau mà. Không trùng nhau. Dạ. Nó không trùng nhau nhá. Thôi kìa, quay kiểm tra, cho quay kiểm tra lại nè. Bài nào á? Đây này, con nhìn thấy từ khác nhau không? Bài này đúng không? Dạ đúng. Đó, ok nhá, chuẩn nhá. Không lại lăn tăn nữa rồi. Về nhà đêm không ngủ được, lăn tăn nữa rồi. Đó. Đấy, chỗ nào mà thấy lăn tăn là phải hỏi thầy, thầy chỉ luôn cho. Rồi, bao nhiêu đoạn thẳng trong hình này thì sử dụng phương pháp đếm đúng không? Đánh số đúng không? 1 này, 2 này, 1 này, 2 này, là 6 nhá. 1 này, 2 này, 3 này. Như vậy là ra 12 đúng không? Cộng tất cả chúng lại thì được là 12 này. Ok chưa? Đếm hiểu chưa? Đúng không? 1 cộng 2 cộng 3, 1 cộng 2 cộng 3, bằng 6, 7, 10, 12. Đúng rồi. Để nhớ nha. Dùng phương pháp đánh số và sau đó mình cộng tất cả các số này lại thì mình sẽ được một kết quả chính xác nhé. Đấy là câu số 19 này. Rồi, nhìn được câu 18 thế nào. Bài này có bao nhiêu hình vuông này? Nào, bài này là bao nhiêu? Anh Quân đọc cái câu số 18 rồi. Anh Quân. Con thưa thầy, hình dưới đây có bao nhiêu hình vuông? Rồi, ok. Kết quả ra bao nhiêu? Thái An ra bao nhiêu? Bao nhiêu? Nguyên Phước ra bao nhiêu? Con ra 17. 17 đúng không? Có tất cả là 14 hình nhỏ đúng không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Đấy, 14 hình nhỏ. Sau đó mình đếm hình to hơn thì mình có hình này là 15, hình này là 16, đúng không? Hình này nó là 17. Vậy con khoanh được C này, hiểu không? Giơ ra lên để em hiểu rồi. Phương Thảo đâu rồi? Ok rồi, đúng không? Đấy là kiểm tra kỹ vào cho thầy nhé. Kiểm tra kỹ thôi, không khó lắm đâu. Kiểm tra kỹ vào. Đấy là các con sẽ vượt qua được vòng loại thôi. Những bạn mà chăm chỉ, thầy tin tưởng rằng các em vượt qua vòng loại hết. Rồi, tất nhiên là nó khó nhưng mà kiểm tra kỹ à. Nào câu này. Phương Thảo ơi, bật mic được chưa con? Bật mic cho thầy nào. Có thể nhìn thấy ít nhất bao nhiêu hình vuông nhỏ nếu nhìn từ dưới Bên lên? phải đúng không? Rồi ok. Hỏi có gì thì nhìn thấy được ít nhất bao nhiêu hình vuông nhỏ thế bên phải. Vậy thì bên phải mình nhìn từ đây. Đếm thôi, 1 2 tí hình này. 3 4 đây là 5. Này là 6. Không? Đây là 7. Thấy không? Chuẩn không? 1 2 3 4 5 6 7 đúng rồi. Đấy, như vậy mình chọn vào câu
Cô B này, được không? Rồi, ok nhá. Đấy là câu 17. Hello Hoàng Nguyên. Hoàng Nguyên tí xem lại video nhá. Hoàng Nguyên đọc thầy câu số 16 nào. Không đưa thầy ông đọc ạ. Lucy xếp chồng các khối lập phương y hệt nhau để được hình dưới đây. Hỏi cô bé cần ít nhất bao nhiêu khối lập phương ạ? Đó, nhớ là từ xếp chồng nhá, xếp chồng lên nhau nhá, phải chú ý nhá. Có bao nhiêu khối trong hình này? Khương Khương Nguyên ra, Hoàng Nguyên ra mấy? Có 8 khối lập phương trong cái hình đấy ạ. Ok, 8 chuẩn rồi đúng không? Có Rồi, 8 ạ. 1 này, 2 này, 3 này, sau là 4 này, 5 này, 6 này, là 7, bên dưới này là 8. Rồi, ok. Đấy, phải làm cho chuẩn mà chính xác mà. Quan trọng nhất là phải quan sát. Rồi, những bài này dễ rồi đúng không? Rồi, ok, bài này dễ rồi. Thôi bỏ qua nhá. Những phần dễ Thầy là bỏ ơi, qua. thầy lúc sáng con vừa đi thi khoa học. À, con thi ăn mô đúng không? Vâng. Rồi. À, câu này bằng bao nhiêu? X và y phải hai số khác nhau. Y bằng bao nhiêu? Bao nhiêu? Y bằng 8 ạ. Y bằng 8 đúng không? Bởi vì cái này bằng 2, bởi vì là có nhớ chuyển sang đây. Vậy là 22 cộng 8 và y bằng 8 này. Rồi, đây là câu số 10, những câu khó thôi nhá. Chuyển sang câu khó, câu dễ kìa, quá dễ rồi. Câu này càng dễ hơn. Cái này là 19 đúng không? 19 thì Lê Quang 29. này phải bằng 29, đấy, được chưa? Rồi, ok. Rồi. Cái này dễ cũng dễ rồi đúng không? Dễ dễ thật, bỏ qua nhá. Rồi, cái phần này dễ rồi. Cái này Thầy dễ rồi. ơi. À, đây câu này. Nhìn câu này. À, Người học hôm qua là thứ sáu, hôm qua là thứ sáu thì hôm nay là thứ bảy, hiểu không? Hôm nay là thứ bảy thì 3 ngày nữa là thứ bảy là chủ nhật, thứ hai, thứ thứ ba. Đúng, hiểu không? ba Hiểu yêu. Hôm qua là thứ chín sáu này. Thế thì hôm nay thứ bảy. Thứ bảy đến 3 ngày nữa là chủ nhật, thứ hai, thứ thứ ba, phải hiểu câu này. Được chưa? Rồi, ok. Đấy là đề của lớp 2. Cái này câu này dễ rồi, không nói nữa. Rồi xong, đấy là xong đề của lớp 2 nhá.